Hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái chương trình airdrop của cái cái đồng em nha. Thì khi anh em đăng ký và xác minh email đó thì đăng ký và xác minh email thành công thì anh em sẽ nhận được là 10 đô cái đồng zit nó sẽ trả về ví luôn anh em nha. Đó thì đầu tiên anh em sẽ xuống phần mô tả video anh em bấm vào link đăng ký nè. Đó, tiếp theo anh em sẽ tiến hành là đăng uh, phần tên thì anh em sẽ nhập họ tên vào ha. Đó, họ tên không giấu. Sau đó phần email anh em nhập email vào. Nha. Đó, sau đó anh em nhập password vào nè, sau đó anh em bấm là I agree submit, sau đó anh em bấm chữ register. Đó là xong. Sau đó anh em sẽ vào cái phần email đó thì nó sẽ gửi một cái mã xác nhận qua email ha anh em anh em copy anh em dán vào xác xác nhận email là xong nha thì mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản ship cho anh em ha đây đó zip ha blend ha thì uh, mình đã mới đăng ký tuy nhiên là cái zip này nó chưa về ha thì uh, có thể là anh em chỉ cần mời thêm bạn bè thì nó mới trả cái đồng zip cho anh em hoặc là à, nó cần có cái thời gian để nó trả về cho anh em anh em nha ok rồi à, để lấy liên giới thiệu á thì à, anh em có thể vào cái phần um, bờ lên này hoặc là nó vào cái dấu uh, ở đây nó có phần withdraw này anh em vào cái phần hình biểu tượng của người này sau đó anh em vào cái phần invite friend thì đây là cái link anh em copy cái link anh em giới thiệu bạn bè nha đó thì anh em mỗi lần nè đây là mình sẽ dịch ra cái này cho anh em xem nè sao chép nè đây Uh, hoa hồng 20 phần trăm trọn đời nhận 20 phần trăm hoa hồng trọn đời từ phần mà gin nhận được từ giới thiệu của bạn ha bạn bè của bạn nhận được 10 đô gin trong khi đăng ký và 10 đô gin khác sau khi họ gửi 100 đô vào bất kỳ dịch vụ chia sẻ lợi nhuận nào. em nha đó. Ok thì anh em sẽ sao chép cái link này anh em đi giới thiệu bạn bè để anh em sẽ nhận được thêm cái đồng zit. Ok. Như vậy đó thôi, đơn giản vậy thôi ha. Thì trên đây mình đã hướng dẫn cho anh em cái token uh, Aerox token JIT ha. À, thì video này đây xin kết thúc. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ha, cũng như là bấm nút like để ủng hộ video mình. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.